ý vãn thân tình. Mà giờ hôm nay mỗi bước ta đi quay còn lại người tình, người cũng buông lời đời ta. Nghèo tôi gì đâu mà anh nỡ nói câu từ ly. Cô đơn xa người vì tay trắng trong kiếp nghèo. Nghèo mà sống tơ hàn hỏi bên ta đang còn ai. Hello tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình tiếp tục gửi đến các bạn video trên một cái dòng loa cũng khá là quen nhưng mà cũng hơi lạ ở trong cái clip này. Đó là một cái cặp loa Bose 101 ITR. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ đi thẳng vào cái phần cái tem phía sau luôn để giới thiệu với các bạn nhanh luôn. Thì sau đó mình sẽ cho các bạn xem về cái phần ngoại hình, tình trạng của cặp loa này và sau đó mình sẽ mở xem nội thất bên trong ha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ gỡ cái phần dây loa ra. Để mình tắt cái cục âm ly mình cái này các bạn. Rồi ok, tương tự cái bên này các bạn. Rồi ok ha, thì đầu tiên thì mình có cái tem loa thì nó như thế này các bạn ha. Thì nó các bạn nhìn ngoại hình ha, nếu các bạn nào đã từng theo dõi và các bạn nào đang săn đón cái dòng Bose 101 IT này thì các bạn có thể nhìn thấy nhanh, nó không có bất gì khác biệt so với những cái dòng 101 IT cả. Thì cái model của nó có thêm chữ R nha, 101 IT gạch chữ R. Thì chữ R này theo tiếng Anh có nghĩa là chữ red nha bạn. Chữ red thì có nghĩa là màu đỏ. Thì đây là 101 IT nhưng mà R thì nó là cái màu đỏ đây nè các bạn. Đó. Thì ok ha, thông số của nó thì quá quen thuộc rồi, mình đã từng giới thiệu các bạn rất là nhiều rồi. Đây. Cái kiểu bạn chúng ta tham khảo vào cuốn sách hướng dẫn để cho cái cách cài đặt và hoạt động theo đúng quy trình. Đó. Đây công suất ha. Nó hoạt động liên tục của nó tối đa là 60W RMS như vậy và công suất tối đa của nó là 160W peak, peak giống như là công suất max vậy đó, là trở kháng là 6 ohm. Đó, có rất nhiều anh em hỏi mình ví dụ anh em hỏi cái cặp loa tai BMP CS M12V đi, nó để công suất là tối đa là 200W thì các anh em hỏi mình còn cái cặp loa 200W đó không. Thì thật ra tất cả cái dòng loa tai này không có dòng nào mà công suất nó được trên 100W thôi nha các bạn. Mình thấy bán rất là nhiều, mình thấy nó chỉ rơi vào tầm khoảng 40, 50, 60, 70, 80 mà thôi. Loa tai thì nó không thể nào mà công suất nó cao được vậy. Cho nên chúng ta mua hàng chúng ta tránh mắc lừa những cái chỗ như ghi như con thông số đây 160W hoặc là 200W. Rồi đây là những cái thông tin của hãng Bose ha. Dòng này được sản xuất tại USA các bạn ha. Đây là cái mã là 100559 các bạn. Đó thì cái phía bên này thì mình có cái là 100558. Đó, hai cái nó trùng series với nhau. Rồi thì về ngoại hình của nó thì hàng về thì đây là dạng hàng thị trường Nhật về các bạn. Đó thì cặp loa này còn khá là mới theo cảm giác của mình. Tuy nhiên thì nó vẫn có những cái phần chạy xước như các bạn thể thấy ha. Chạy xước do vận chuyển là điều không tránh khỏi. Nhưng mà cặp loa này xét về ngoại hình nó còn rất là mới các bạn. Đó ha. Thì giờ bắt đầu mình xây sẵn mình quay luôn ha. Đây là phần mặt trên nè. Mặt trên các bạn. Ha. Rồi. Mặt phía trước nè. Hai mặt phía trước. Đó các bạn. Mặt phía trước ha, lưới nó có những cái vết như thế này. Đây là chuyện bình thường các bạn. Những cái lớp này căng lâu ngày thì nó như thế này là chuyện bình thường. Nhưng mà nhìn chung chúng ta nhìn tổng thể từ phía trước tới thì chúng ta sẽ không thấy được những cái khuyết điểm đó các bạn ha, rất là đẹp nha. Rồi, thì tiếp theo đi. Tiếp theo là cái phần bên hông của các bạn. Bên hông nha, bên hông. Đây bên hông. Ok, để lấy nét lại các bạn. Đó bên hông. Phía sau. Phía sau nãy mình vừa quay rồi. Đó. Rồi, ở đây là phía dưới nè. Phía dưới các bạn. Phía dưới của nó. Phía dưới của nó thì nó sẽ có thêm ok, để mình dựng cái cây nè. Phía dưới nó thì nó sẽ có thêm cái phần các bạn, đây nè. Chúng ta sẽ treo ha, bắt ốc vít đây chúng ta có thể treo được cái loa này lên các bạn. Đó.
thì ngoại hình rất là đẹp rồi đó, theo mình rất là đẹp. Có chạy đây các bạn, có chạy do vận chuyển rồi. Đây là phần mặt phía bên này các bạn, mặt phía bên hông thế này rồi. Thì mình có chụp hình hết rồi, trước khi làm video mình có chụp hình, mình đăng trên trang Zalo của mình các bạn ha, các bạn kết bạn Zalo với mình ha, qua số điện thoại mình ghi trên tiêu đề các bạn ha. Thì cái trang Zalo của mình có đăng rất là nhiều cái hình ảnh trực quan chi tiết trên đó ha. Đây trang Zalo của mình các bạn, trang Zalo đây đó, thì mình đăng rất là nhiều sản phẩm đây, lo bô quần quần các bạn đó, các bạn kết bạn Zalo của mình qua số điện thoại ghi trên tiêu đề các bạn đó, để chạy thay đổi. Thì mình đăng rất nhiều hình ảnh của cặp này ở trên Zalo mình các bạn đó ha. Rồi ok rồi, về sorry các bạn. Rồi thì tiếp theo thì bắt đầu mình sẽ tiến hành mở bên trong các bạn ha, mở bên trong thì đây phần e-căng của nó các bạn, e-căng tương tự như những dòng trước thôi, nhưng mà đặc biệt là một dòng màu đỏ rất là hiếm, rất là hiếm và nó rất là sang các bạn đó. Thì đây là phần củ lo ha, rất là chất rồi, củ lo màng lo rất là chất. Mình sẽ bắt đầu tháo đây, mình sẽ quay kỹ và xem đây là ốc vít của nó sử dụng các bạn ha. Rồi đây là màng lo, gân lo, lỗ mũi lo ha, các bạn nhìn cái lớp keo của nó rất là chất lượng ha, rất là chất lượng đó. Thì dòng này mình đã giới thiệu cũng khá ở những cái clip trước rồi đó, các bạn thể thấy ha cái độ đẹp của dòng này. Thì nhìn chung á, đây thì đây cái cặp này mình nói thẳng luôn, mình chỉ về được đúng có một cặp thôi bạn, là mình mua lại từ một cái anh lái ở Việt Nam thôi, chứ cặp này mình không mua trực tiếp được. Lý do cặp này mình đã thấy thỉnh thoảng mình cũng đã thấy trên những cái trang web bán hàng của Nhật ha, bán hàng cũ của Nhật các bạn ha, nhưng mà giá thật sự phải nói nó rất là cao. Giá bên đó là nó khoảng 17 hoặc là 20 nghìn yên, nếu mà đổi sang tiền Việt Nam á, là nó trên nó khoảng 3,8 triệu ha, 3,8 triệu hoặc là 4 triệu, trên 4 triệu các bạn, tùy cặp đẹp hay xấu. Và cái giá đó là cái giá mới, cái giá mua về thôi, chưa có phí vận chuyển bên Nhật, chưa có tiền công của người mua bên Nhật ha, chưa có cái phí vận chuyển về Việt Nam và chưa có tiền lời. Thì hôm nay mình mua được một cặp này thì không biết về theo dạng nào ha, giá cũng rất là cao, nhưng mà mình vẫn bán một cái mức giá cũng khá là mềm thôi, nó trên 3 triệu và dưới 4 triệu các bạn ha. Bạn nào có nhu cầu thực sự thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo trên tiêu đề đó đó. Rồi ok, thì bây giờ mình bắt đầu sẽ tiến hành mình tháo những ốc vít này ra các bạn ha, để kiểm tra phần bên trong nó như thế nào. Ok, thì như những cái cặp lo trước á, thì mình đã tháo ra để giới thiệu với các bạn đó. Thì cặp 101 ITR này nó không có khác biệt gì hết nha các bạn. Đó, bên trong chúng ta vẫn thấy là một cái cặp củ lo ha, từ bọc thép nha các bạn. Đó, củ 500 rất là to nha. Đây là cái phần xương lo. Đó, phần xương lo nó chỉ ngắn như vậy thôi, nhưng mà đây là phần củ lo, từ lo và phần từ bọc thép. Trên đây nó rất là to ha, nhìn nó rất là ngầu. Rồi thì phía trên của nó thì sẽ có hai cái phân tầng, có một con mạch phân tầng nha các bạn. Đó, mạch phân tầng. Thì ok, tí mình sẽ quay cái phân tầng sau. Thì bây giờ mình sẽ quay tiến sát lại phần củ lo ha. Tiến sát lại phần củ lo thì đầu tiên cái đầu tiên bạn ha, thì đây chúng ta có thể thấy ha, đây là phần số seri của nó các bạn. Đó, số seri của nó. Thì dòng này về á, có cặp của nó còn, có cặp là có còn series, có cặp là không còn series nha các bạn. Đó là tùy đợt và tùy cặp. Và hàng về có sao thì mình để vậy thôi. Đó. Rồi thì đây ha, chúng ta có một cái hai cái chạm lo ha. Cái nếp dây quấn rất đẹp nha các bạn, nếp dây quấn rất đẹp. Cho các bạn xem nha, nếp dây quấn nó rất là đẹp. Đó. Rồi, hàng nguyên zin nha, nếp dây quấn rất đẹp. Rồi. Tương tự cái phần phía bên này các bạn, phần phía cũ bên đây thì chúng ta vẫn có cái phần cũ lo ha, các bạn sẽ thấy ha, hai số series thì nó trùng nhau rồi, 092293 các bạn, đây 092293 đó. Còn chúng ta nhìn xa thì về cái phần, không biết các bạn có nhận ra được hay không, về cái phần giống như cái phần cái nắp từ bọc thép này, cái miếng thép này nè, có thể nó khác màu đi xíu. Lý do là sao? Ví dụ như cái miếng thép này, ví dụ bô sẽ đặt gia công từ công ty thứ ba chẳng hạn các bạn. Đó thì nó về tùy đợt thì nó sẽ có cái này cái kia, ví dụ trong giai đoạn nó sản xuất thì khó khi nào mà nó hai cái nó trùng màu y chang 100%, nó có thể có khác tí xíu.
dù thằng này sáng hơn xíu, thằng này lại màu lại hồng hào hơn tí xíu đó, nhưng mà hai thằng này lại là trùng series nha các bạn. Đó, ý mình nói là những cái phần gia công này có khi nó sẽ nhìn nhìn nó sẽ có khác nhau tí xíu đó, nhưng mà thật ra nó là nguyên bản nguyên zin, đây là hàng về từ thị trường Nhật đó. Còn về phân tầng thì quá quen thuộc các bạn ha, phân tầng quá quen thuộc ha. Chúng ta có một cái mạch phân tầng để phía trên cái chạm lo này ha, đây tín hiệu đi tín hiệu từ phía nè, tín hiệu chúng ta đi từ cam ly vào lo ha, và từ lo nó sẽ đi qua cái mạch phân tầng theo cái đường phía dưới đây nè bạn, đó đường phía dưới này, và sau đó nó sẽ đi qua cái bóng đèn, nó đi qua con tụ này, qua cái này, qua này, qua tất cả, và xử lý xong sẽ cho đi xuống cái lo đó nha bạn. Đó thì tương tự cái phân tầng bên này cũng vậy thôi. Rồi thì về bên trong cái thùng lo thì lúc trước mình cũng giới thiệu các bạn rồi ha, bên trong của nó thì phân tầng nó nằm ở đây, nên bên trong nó là một cái thùng rỗng nha các bạn đó, nhưng mà nó dạng như nó là đây ha, nó là một cái thùng mà nó có xương sóc vân vân ha, và bên trong nó do cái thanh màu đỏ nên mình quay nó bị ám màu các bạn ha. Bên trong nó có cái đây à, bên trong nó sẽ có cái bông tiêu âm các bạn ha, ở đây đó, đây là phần đó, cái phần này phần cọc lo ha, bên trong. Rồi thì về cái ống thoát hơi của thằng này các bạn, đó thì nó cong như hình một cái dấu hỏi vậy đó, nó cong như hình một cái dấu hỏi, các bạn ta thấy cái hình thức ống thoát hơi đi từ đây nha, từ đây, và nó sẽ đi một cái đường cong, đi cái đường cong ra phía ngoài này các bạn nha, sẽ đi ống thoát hơi bên nè ha, nó sẽ đi một cái đường cong ra ngoài đây đó, ngoài đây chúng ta sẽ có hai cái lỗ, có cái lỗ tản hơi ở đây ha, mình quay cái bên này đi, đó lỗ tản hơi đây đó, đó là cấu trúc của nó. Rồi thì bên trong là quá là ok các bạn, rất là đẹp ha, rất là hoàn thiện. Rồi thì mình đã có đăng rất là nhiều tấm ảnh đẹp trên trang Zalo của mình đó. Các bạn vào trên Zalo của mình các bạn để xem nhiều hình ảnh thêm nha. Rồi nếu các bạn nào mới vào kênh thấy hay thấy thích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, cũng như để xem nhiều cái video clip khác trên kênh của mình. Kênh mình chuyên review test nhạc các sản phẩm lo, chủ yếu là sản phẩm lo tai của Bose và JBL. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở cái video clip lần sau.